con bé xin lộc chờ mẹ cho em một tuổi thôn chiếm châu cho đây quay trong bắt con mẹ quỳ là đi
xin lục cái nhà chạy lòng đã giờ bạn đã con nó đi chi đào nhà còn nào yêu xin lục đã bạc tay cho con là mẹ thầy ơi xin chào má đừng vật cho nhà xây cả con về đi đông đưa đều chung bùng mẹ về chưa con cảm ơn đức ngã vật cho nhà xây buồn ngã xây xả ruộng cho đàn con thơ con dậy con chín bó trên chiều chợ mẹ trên trường được con hát ở dòng là lo ngày này thương ngày mùa hoa cả con xin được qua vật trên trường cho cả con hạ tuôn xuống ở mương đôi có vui cơn dậy con về ban lục ngã xây chụp cả cho mẹ nhiều lục cả con về ăn chung cùng mẹ thầy con chúc thầy mẹ xây rồi thôn chiếm châu cho đây trong thôn thương ngày mẹ ơi cho mẹ xây đi khắp cho thế gian cửu lượng gian sự ăn đồ dân lên vinh yên tương dậy cảm ơn tới ngày mẹ trên nhà chiều một lên nhà chuông với thôn chiêm châu cho đây thế gian có ngày thấy thiệt lên chuông cho bạn cho lượng gian tiện nhà nói bình yên cương dậy hiện mình cảm ơn cái chiều cái chuông cho dân khẩm khan rúa nơi đi đã giờ bàn ma chém mà sốn nó măn nã lệ cho chia má con nỡ để dần nà yên nước ngâm nhà nói bình yên cương dậy thế là mừng làm mà mừng nông giàu giờ dần yên khổ vẫn là giàu trăm năm đã giờ mì dậy bảy hạ giữa cửa vật chờ nhà xây xìm về nhà mời thật là khang trang ra rồi nhà xây bước kia sột chờ lắm đi bà nhiều dần đến dần mừng lòng giờ bàn na
cha họ rừng ngơ em ngã ủn ở xa mương hôm mà nay về hà để ngã nhà xây đi hà có lục có tai đỡ quê quỷ ra rồi em nhà đi chi đào chờ mắng ngã đôn sợi dòi sợi tai lòng đã dọn mẹ hà sợi có nhiều á lục chờ cứu dân để dân yên nước ngã ông mẹ hát bên nơi ni đỡ tù ra rồi đôi hà mẹ nhớ đã chúc nhà thầy để mình quay lại à thôi mà ta trời giờ bàn đỡ hào xin chúc lộc cho nhà thầy làm năm vài anh phục và đời đời bình yên ra trời nga ơi vội hà sốn mắt lệ chiếm con để dần yên nước nga âm để mình nga vui chung cơn trời nga tề ông đã chúc phong cho đuổi mình hát dòng đó là cho đi giàu na để chúc cho cả ô cả nhà cả cha liền na chủ nhà nó tề bên chúc cho xóm cả làng ăn cùng ăn lộc nhà thầy lòng dòng mãi chú cả cả cho tất cả mọi vài hạnh phúc nhà nói ông nọ con rồi chúng cho cả xóm chờ cả làng nhà nó đi dâu cô chiên hoa hoang đây xuống đây hồn na chú cả cho cà tỏ cùi ơ veo và nhớ ăn nhiều chiếc mà tiểu rồi làng đi nồng xóm đời ơi mời rất nhiều nhà thầy kiến cô rất nhiều đẹp tươi ra giàu nổ ngà xôn ba đôi mời cả làng nhà xe nhà ngoài cả làng bình yên cương trời nga mở chi mẹ nhà ăn chờ ngõ bài suốt đời đi ra dọn nóng mà nay nhà xây xây ảm nhà ở tương nằm mà khó phải mùa ăn muôn màu chê hồi cương giỏi ngã ơi nằm nay xây ảm
khâu thương ngựa để nhà bà đã rộng mà chú đã có cả nhà mười ba tầng đường giang thiện hà ca lang về thăm cương giời lệnh bà thương lên mái dài đường khẳng trăng sạch đẹp ca lang y khen dầu để chú ca cho ca lùng cả lang nằm mà này phải thu hoạch mùa mang bồi thu cương trời chúc ngã cho hết các cụ trẻ ra làm mà năm hạnh phúc về nơ đan nơ con thơ cương các mẹ ơi chúc hết cái số con mẹ sàng xuân năm mới phát tài lòng cả cho má lăng mười dấu cò nhật lăng đủ cả thế cả tỏ vui veo đôi mình về ăn cương trời ơi cảm ơn na cái tâm hồn na đây hồn ra đã chúc ca lăng đi ra dọn sẽ hạ câu lục cho có tai để về hòa quê muộn na ban cho má nó mà cương trời ơi con đi xin lục nhà xây được con chỉ đau là dâu cho con cứ ngày nhà xây con này có lúc được Phật nhà xây được con lỡ lại đi về đinh cử ra trời thật là bình yên cương trời cầu cho xa bên ăn cả to được sống cả thầm mà đời mà đều ăn là thế hả có hết cho rồi cha vâng cho đội kha kha điếu cô chúng ra trời tề à la an muôn ma hơi đội mình thiêng thì bà lời điều rõ tề hà la xếp ma xiềng sẽ ba lời để cho tôi khát lá lo chú ý với rời ngơi là lớp công là con xây là con phải con nhỏ đấy dạ 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 dạ
Ở
bàn lô tiếp tay cho hà đây chị ơi. Nghĩ gồm đưa cháu đến chờ nhà cha, còn cháu mãi ngay kề ngọn đèn đèn gần thơ ma ngọt linh trường hôm mà này cũng bổ mì xin với hết các vị nhà xây sườn con sườn cây cây ngay mà hôm mà này xa xôi lại cách nhà biển xa đưa những con sườn nhờ con mang tin ngay thương về là đình nhà trường, con mang hương bộ nhớ mẹ cơ chị à ơi à, bố chiêm mà mẹ ruồi khe ngắm ngắm khói muối lăng thần đại mạng ơi ngày vui cho chờ cho chưa chị em hạ cô hạ ta mương cho bụi đã giờ chị ơi đẹp bố mẹ ơi cho con cố gắng là đỡ rơi con về là thầm cái chương cha mẹ vui nôn mà tuổi con chiếm cái khắp ngon mà lương gian ơi bố mẹ soi đường ai dẫn lối khắp mơ mong cho con về là gồm đỡ rơi con nát lồng cũng bồ mì cái mà sức khỏe mỗi ngày còn đi con đêm mong bố mẹ rồi hay xuống hay lì con cô cả cả cha mát lên chiều lên chuông ở cha thương con cài dân mưa đều hôm nay đây chị ơi, chị ơi thương bố mẹ lên chưa chị ơi cả má đồ ngủ na mê ngã mang thương lắm mày chị ơi. Anh chặt bố mẹ mỗi ngày dần bước soi đường lối cho má con đi con về mắng cam đồn cây đi ngõ kia mà trưởng chiều vậy thì các cha ơi giờ ủn ơi.
xin chào kẻ châu xếp nhau nay về ở đình đùn nhà khang chẳng gờ un ơi un ma bố mẹ xin ma mai kẻ xếp nhà trường hôm nay đã về nói hay ùn ra y đã từng ngồi cha cho tiếng mạng nhớ kẻ lời ô quên ra ùn à thiệp hơn cả mà ơn nó lời ngọc tiếng cái tầm long vàng ngày này đại chị ơi chị về mát rộng rạt rào chúc cha chúc thiệp những lời thật thầy đại chị ơi. Cách đăng ký kênh Người Em Gường TV2 trên điện thoại di động của mình, các bạn vào ứng dụng YouTube. Trên mục tìm kiếm của YouTube, các bạn gõ chữ Người Em Gường TV2. Tiếp đến các bạn bấm vào mục tìm kiếm ở cuối trang. Và đây là kênh Người Em Gường TV2 xuất hiện. Trước khi đăng ký, các bạn có thể xem một số video ở bên dưới và các bạn bấm vào nút đăng ký màu đỏ, sau đó các bạn chia sẻ và bấm vào hình quả chuông ở bên cạnh nút đăng ký màu đỏ. Bởi đây là kênh của tôi nên là không xuất hiện cái hình quả chuông. Nếu mà máy điện thoại của các bạn chưa đăng ký thì nó sẽ xuất hiện cái hình quả chuông ở bên cạnh chữ đăng ký màu đỏ. Các bạn bấm vào đấy để được nhận thông báo những video mới nhất. Chỉ như vậy thôi, rất đơn giản, các bạn đã đăng ký xong kênh Người Em Gường TV2 và các bạn có thể trải nghiệm các video mới nhất của kênh. Xin lưu ý với các bạn là không nên đăng ký qua Facebook, bởi vì thường thường kênh Người Em Gường TV2 sẽ được chia sẻ trên Facebook và các bạn có thể xem trên đấy qua YouTube, nhưng mà đăng ký ở trên đấy thì là sẽ không đăng ký được, bởi vì nó đòi đăng nhập bằng Gmail. Cho nên các bạn có thể phải vào trực tiếp ở trên YouTube trên thoại di động của mình và làm theo các bước hướng dẫn như lúc nãy. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và chia sẻ.